Tiếp tập 35 của bộ truyện bắt đầu chấn kinh nữ đế lão bà, ta liền trở nên vô địch. Tam thánh đại đế mỉm cười đầy tự tin hỏi, nếu bản tọa không đoán nhầm, ngươi là muốn đem ba 000 đại đạo đều tu luyện một lần đúng chứ? Ninh thiên nhìn đối phương với vẻ khó hiểu rồi nhẹ giọng chất vấn, không sai, nhưng có liên quan gì đến ba thánh công này? Tam thánh đại đế dùng triết lý sâu xa nhiệt tình giảng giải, có câu nói con hổ nuốt chừng tám con nai, nuốt không hết được, càng có nhiều con đường, sau này càng khó tiến lên cùng lắm là đạt đến đỉnh cao, khó có thể đột phá. Ninh Thiên nghe xong liền giơ nắm tay lên mạnh dạn đoán ý, tiền bối lĩnh ngộ quyền, trưởng, lạc tam đạo, hơn nữa tam giả đều đạt đến thánh cảnh giới, là bởi vì công pháp này sao? Một lần nữa tam thánh đại đế lại tỏ ra kiên nhẫn nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc, không sai, như người xưa vẫn nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thể chất của ngươi phối hợp với tam thánh công của bản tọa, nhất định có thể đem tất cả đạo mà ngươi lĩnh ngộ đều thăng lên cảnh giới thánh, thậm chí càng cao. Căn cứ vào những gì Ninh Thiên đã thể hiện, Tam Thánh Đại Đế vững tin trong tương lai anh có thể đạt được những thành tựu to lớn, nên không ngại vẽ ra một viễn cảnh sáng lạn. Lúc đó một vị thánh có toàn bộ 3.000 đại đạo tạo sự hài hòa, thậm chí xuất thế cường giả càng cao, cả một cái thế giới thiên huyền, há chẳng phải là chấn động sao. Nghe xong phân tích của Tam Thánh Đại Đế Ninh Thiên hơi vững tâm nghĩ, Nghe có vẻ Tam Thánh Công giống như một môn công pháp phụ trợ hướng dẫn hơn và sẽ không xung đột với thiên thần lục, đồng thời thử đưa tay chạm vào cầu khí đang chứa quyển công pháp. Dường như đọc được những chân trở trong lòng ninh thiên Tam Thánh Đại Đế mỉm cười chấn an, yên tâm, bản tọa không có ý hại ngươi. Ta chỉ là không hy vọng Tam Thánh Công này bị mai một, dựa vào thể chất của ngươi, vận chuyển hai công pháp tuyệt đối không thành vấn đề. Tam Thánh Đại Đế vừa huyễn hóa bản thân vừa lên tiếng động viên, tiểu tử, tu luyện thật tốt đi đợi ngươi luyện thành, tự nhiên có thể từ cảnh này thoát thân. Nói đến đây thì thân ảnh của Tam Thánh Đại Đế cũng dần phai phôi trong không gian truyền thừa. Ninh Thiên ngồi xuống bắt đầu chuyên tâm lĩnh ngộ công pháp đồng thời quyết tâm nói, Tam Thánh tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ không để Tam Thánh công bị mai một. Ngay tức thì bảng hệ thống cũng nhảy ra thông báo, phát hiện ký chủ đã tiếp thu phương pháp lĩnh hội Tam Thánh công, đang trong lĩnh ngộ tốc độ gấp 10 lần. Cùng lúc đó ở bên trong chủ điện của lăng mộ, thánh nữ do chỉ sau một thời gian dài chờ đợi, bụng dạ bắt đầu nhấp nhổm đứng ngồi không yên lầm nhầm tự hỏi sao còn chưa đi ra bọn họ chắc sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đó chứ thái thượng trưởng lão cứ nhìn chằm chằm về chỗ cửa ninh thiên đã đi vào tâm trạng bồn chồn luôn miệng cầu khấn tổ sư à ngài ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì à nếu không ta không còn mặt mũi nào đi gặp nữ đế à điền phong trưởng lão ở quả cầu khí bên cạnh không bỏ qua cơ hội trù dập có điều là một đệ tử của địa vương cảnh còn muốn sống ra ngoài ư quả là nằm mơ đột nhiên trên không trung mở ra ba lỗ khí tròn ném ra ba thân ảnh kèm theo tiếng hét thất thanh. Iso này. Sau khi quang trả chu nguyên bảo lăng ngao và một người nữa xuống đất. Tam thánh tiền bối hiện ra trên không trung quét mắt nhìn xuống tuyên bố các vị thí luyện đã kết thúc rồi. Trông thấy cô ta giao giao ngước mặt nhìn lên hồi họp gọi tam tam thánh tiền bối tam thánh đại đế chậm rãi thông báo tiếp bản tọa đã tìm được người kế thừa thích hợp. Nghe lời ngắn gọn của Tam Thánh Tiền Bối những người của Thánh Địa Giao Trì đều nghịch mặt hoang mang, giao giao không kiềm được xúc cảm lo lắng cất tiếng hỏi. Tiền Bối, lẽ nào người truyền thừa của ngài đang ở trong ba người này? Vậy tổ sư đâu? Lẽ nào tổ sư chết rồi sao? Nghe đến đây Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Ma Giáo không đứng vững nữa, ông khụy gối trong cầu khí lớn tiếng phủ nhận. Không, không thể nào, tổ sư làm sao có thể không còn nữa. Điền Phong Trưởng Lão ngược lại tỏ ra vô cùng thích thú cười khoái chí bảo. Ha 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 ta liền biết sẽ là kết cục như này mà. Một tên cà lơ địa vương cảnh, làm sao có thể hết lần này đến lần khác gặp may như thế. Nghe giọng điệu cười cợt đó, thái thượng trưởng lão nổi trận lôi đình, ông đứng bật dậy hai tay siết thành quyền. Đôi mắt rực sáng hướng về phía tam thánh tiền bối, đồng thời bộc phát nộ khí toàn thân hét lên ham dọa. Lão thái bà, ngươi đợi đó cho ta, tổ sư nếu chết rồi. Bọn ta nhất định phải đem lăng mộ này của ngươi phá thành ngàn vạn mảnh vụn, còn có bộ xương khô kia của ngươi, nữ đế cũng sẽ lấy đi mài thành cho thấy vẻ kích động tức giận của thái thượng trưởng lão cặp chân mày của tam thánh đại đế nhíu chặt vào nhau kèm theo giọng hồi đáp bực bội khó chịu ta có nói tổ sư nhà ngươi chết rồi sao tiểu tử đó đang tiếp nhận truyền thừa của ta thái thượng trưởng lão ngơ ngác hỏi lại truyền thừa ư một tên đệ tử buột miệng thắc mắc không phải là mấy thánh tử này nhận được truyền thừa sao tam thánh đại đế tròn mắt nhìn những người bên dưới tỏ thái độ ngạc nhiên trả lời đương nhiên không phải Giao giao lúc này gương mặt mới vẽ nên nét cười rạng rỡ hỏi xác nhận lại. Tam thánh tiền bối. Ý của người là tổ sư vẫn còn sống. Hơn nữa còn nhận được truyền thừa của người. Tam thánh đại đế khẽ đáp ngắn gọn. Ừm. Thái thượng trưởng lão từ thái độ tăng thương mất mát chuyển thành vui mừng tột độ. Hai mắt long lanh dạng người phấn khích reo lên. Ta biết ngay mà. Ha ha ha. Ta biết ngay tổ sư của bọn ta sẽ không dễ dàng chết như vậy mà. Điền Phong trưởng lão và Kiếm Mi trưởng lão đứng phía sau trông thấy cảnh đó liền tỏ thái độ hậm hực ganh ghét ra mặt. Điền Phong trưởng lão giận quá hóa thẹn, nên quay qua gắt gỏng với Tam Thánh Đại Đế, Tam Thánh Tiền Bối, nếu đã tìm thấy người truyền thừa rồi, ngài không phải là cũng nên thả bọn ta ra sao? Tam Thánh Đại Đế hướng mắt về phía lão giơ một ngón tay lên nghiêm giọng trấn áp, trước khi tiểu tử kia kết thúc truyền thừa, các ngươi ai cũng đừng hòng đi. Điền Phong trưởng lão tỏ vẻ bất phục la lên, đây là đạo lý gì? Kiếm mi trưởng lão cũng lên tiếng phản đối, lẽ nào tiểu tử kia lĩnh ngộ 10 năm 8 năm, bọn ta cũng phải chết đói ở nơi này sao? Thấy thái độ thất thố đó của hai lão già, Tam Thánh đại đế Quắc đôi mắt sắc như dao quét lên người bọn họ rồi lạnh giọng nhắc nhở, "Có gì không thể, các ngươi có phải đã quên chỗ này ai nói mới tính sao?" Điền Phong trưởng lão không làm được gì đành gầm lên một tiếng, "Ngươi!" Chợt có tiếng nổ đùng ầm vang vọng trong không gian cùng với đó là sự xuất hiện của một cột khí cực mạnh từ bên dưới phá vỡ mặt đất bắn thẳng lên cao khiến kiếm mi trưởng lão giật mình kêu lên động tĩnh gì vậy tam thánh tiền bối mắt đứng tròng thầm cảm thán nội tâm chẳng qua mới nửa canh giờ hắn đã lĩnh ngộ thành công rồi sau đó trong không trung lộ ra một quả cầu khí xanh lam to lớn treo lơ lửng kèm theo tiếng nứt vỡ răng rắc lớp khí bao bọc bên ngoài như pha lê từ từ vỡ thành từng mảnh làm hiện ra một khuôn mặt điển trai quen thuộc sau đó là cả thân người uy mãnh của Ninh Thiên. Anh mở mắt ra tỏ vẻ tôn kính thưa, đa tạ tam thánh tiền bối. Tam thánh đại đế bay lộn người đối mắt với Ninh Thiên rồi vuốt môi tinh nghịch đánh giá, nửa canh giờ liền lĩnh ngộ truyền thừa của ta, mặc dù cách thánh hoàng cảnh còn kém nửa bước, cũng tính là không tồi rồi. Chu Nguyên bảo toát mồ hôi hột hoang mang, địa vương cảnh cửu tinh, lúc vừa mới tiến vào lăng mộ ngươi chẳng qua chỉ mới tứ tinh, giao giao tỏ lòng ái mộ lầm nhầm, mấy canh giờ liền nhảy vọt năm cảnh giới lăng hao không tin vào những gì đang nhìn thấy thầm nhận xét trong tâm thời gian ngắn như vậy hắn vậy mà chỉ còn cách ta một sao thôi loại tốc độ tu luyện thăng cấp này có phần cũng quá nghịch thiên rồi thái thượng trưởng lão bật ngón tay cái tỏ vẻ sùng bái hết mực giọng hào hứng tán dương tổ sư đỉnh tam thánh đại đế vừa phát tay khai mở cầu khí nhốt những vị trưởng lão vừa cảm thấy hài lòng bảo nếu bản tọa đã có người nhận được truyền thừa vậy bản đế sẽ thực hiện lời hứa các người đều có thể sống ra ngoài sau đó cô ta lấy ra một cầu khí nhỏ màu hồng vui vẻ nói tiếp đúng rồi tiểu ra hỏa trong chiếc nhẫn này chứa tất cả kho báu trong lăng mộ hiện tại nó thuộc về ngươi rồi ninh thiên nhận lấy chiếc nhẫn không quên nói lời cảm kích đa tạ tiền bối lăng hao siết nắm tay suýt xoa tất cả tiền bạc châu báu của lăng mộ ở bên cạnh chu nguyên bảo cũng thích thú trầm trồ trời ơi lại là truyền thừa lại là kho báu tổ sư ca người lần này thật là kiếm được bội tiền a trái với sự vui mừng chúc tụng mà mọi người dành cho Ninh Thiên, Kiếm Mi trưởng lão và Điền Phong trưởng lão không cam tâm để mọi thứ thuộc về tay anh, nên vừa đáp chân xuống đất vừa ngầm trao đổi với nhau. Toàn quân đệ tử chính phái tìm bảo lần này bị tiêu diệt, truyền kỳ tổ sư của Thiên Ma giáo không những nhận được đại đế truyền thừa, còn mang đi tất cả tiền bạc châu báu, thật là mất cả trí lẫn trài. Tổ sư Thiên Ma giáo này tốc độ lớn mạnh phi thường, sau này rất có thể sẽ trở thành biến số trong kế hoạch của chúng ta họ hướng ánh nhìn ác độc tà tâm về phía ninh thiên nghiến răng thầm nhủ tên này tuyệt đối không thể lưu lại sau khi nhầm tính trong đầu xong điền phong trưởng lão ôm quyền nói với tam thánh đại đế vẫn mong đại đế tuân thủ lời hứa để chúng ta rời đi còn trong lòng ông ta đã thủ sẵn kế hoạch chỉ cần rời cái nơi quỷ quái này ninh thiên kia nhất định chết không có chỗ chôn tam thánh đại đế gật đầu ưng thuận đồng thời cẩn thận dặn dò thêm không sai truyền thừa đã xong tàn hồn của bản đế kiên trì không được lâu nữa đến lúc đó lăng mộ này cũng sẽ bị chôn vùi trong lòng đất. Các ngươi đi đi. Ninh Thiên đột ngột vòng tay cung kính nói: Tam Thánh tiền bối, cảm ơn người. Tam Thánh Đại Đế thoáng bất ngờ trước thái độ thành tâm đó của Ninh Thiên, có chút không quen tròn mắt sững sờ kêu lên: Ngươi, tiểu tử này đột nhiên lễ độ như vậy, ta cảm thấy toàn thân khó chịu a. À? Rồi Tam Thánh Đại Đế hạ người đáp xuống trước mặt Thánh Nữ Giao Trì và Thanh Lâm trưởng lão nhắn gửi thêm: đúng rồi, ta còn có một chuyện nhờ ngươi có thể đem xương cốt của ta về giao trì được không ta muốn chôn cất cùng với cô ấy giao giao hơi trong mày đồng thời đưa ánh mắt nghi ngại nhìn tam thánh đại đế ngập ngừng hỏi tam thánh tiền bối cô ấy mà ngài nói có phải là giao huyên đại đế giữa các người